Em có muốn đi châu Âu cùng với anh không? Không lẽ cứ phải học đến mức như anh nói thì mới được hay sao? Tùy em. Buổi diễn tiếp theo của Rising Star hả? Tài năng tiềm ẩn cùng nhau trỗi dậy mạnh mẽ, lấn át cả ánh sáng chói lóa của mặt trời. Nỗi đam mê, tình yêu âm nhạc. Phát sóng lúc 21:30 thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV3.